những cuốn hồi ký, những kỷ niệm một thời chiến đấu không thể quên. Chiến trường ca thật khốc liệt. Mời các bạn cùng đón nghe hồi ký của cựu chiến binh chiến trường ca. Tôi bị thương vào đợt tấn công thứ 15 của bọn Pol Pot. Lúc này tiếng súng đang lùi dần về phía bên kia biên giới. Nhưng không vì thế mà chúng tôi bỏ rơi điểm chốt ở trên đầm lầy. Năm 12 ngày đêm chiến đấu, nó đã trở thành điểm tựa vững chãi ở trong lòng chúng tôi. Chính vì điều này, hôm nay giữa trận đánh, tôi cố gắng viết cho anh mấy dòng. Như anh đã biết, sau khi cấp trên điều anh, một người bạn chiến đấu hợp âm đầu với tôi tới một chiến trường cần thiết khác. Đơn vị được bổ sung thêm đồn trưởng Nghĩa. Với đồn trưởng Nghĩa, tôi luôn luôn quý trọng và kính yêu như người anh. Nghĩa hơn tôi về tuổi đời và hiểu biết. Anh chiến đấu rất dũng cảm, tận tụy với nhiệm vụ. Nhưng trong cuộc chiến đấu vừa qua, giữa tôi và Nghĩa có những nhận thức không giống nhau. Bởi vậy, chúng tôi vừa trải qua không chỉ là trận chiến đấu quyết liệt để đánh thắng quân thù, mà còn là một cuộc đấu tranh nội bộ để giành lấy sức mạnh chiến thắng. Tôi thiết nghĩ đó là điều bổ ích cần phải nói với anh. Cách đây 2 năm, bọn phản động Pol Pot bắt đầu đánh lén chúng ta. 2 năm trời, chúng vu khống, gây hằn thù và liên tục tấn công, nhưng chưa bao giờ chiến trường lại căng thẳng như bây giờ. Trước đợt chiến đấu này, Bộ Chỉ huy Mặt trận tới thăm đơn vị và dân quân. Đồng chí chỉ huy mặt trận đã giao nhiệm vụ: bằng bất kỳ giá nào, các đồng chí cũng phải giành giữ từng tấc đất của Tổ quốc, giữ yên lành sự sống cho nhân dân. Trong địa bàn này thì vùng đầm lầy là một trọng điểm. Đó là cửa ngõ để xuyên vào đường lộ. Phía trước đầm lầy là một dòng sông biên cương. Phía sau là ngọn núi đá vôi độc nhất nổi lên ngăn cách với đồng bằng. Dãy núi chạy dài theo hình cánh ná án ngữ ở biên giới. Nếu chiếm được điểm cao này, kẻ địch sẽ khống chế toàn bộ tuyến đường vận chuyển ở phía sau và một số hệ thống thị trấn làng mạc đông dân cùng với cánh đồng lúa phì nhiêu đang mở rộng. Vùng đầm lầy đã trở thành quyết chiến điểm của phân đội chúng tôi. Lúc đầu, trạm kiểm soát biên phòng đóng ngay trên cửa lạch. Bọn Khmer Đỏ nã súng vào đây nhiều lần. Về sau, chúng tôi rời trạm vào sâu trong rừng đước và chuyển cát, chặt cây đóng cọc, tổ chức thành công sự kiên cố. Với những công trình đó, chúng tôi chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới. Nghĩa năng nổ, treo thuyền và chạy hết điểm này đến điểm khác để đôn đốc anh em. Giữa lúc ấy, đơn vị tăng cường thêm cho chúng tôi một trung đội dân quân. Trực tiếp chỉ huy đơn vị này là xã đội trưởng Ba Lực, một du kích đã từng dày dạn chiến đấu trong vùng đầm lầy. Người anh hơi thấp nhưng to chắc, luôn luôn tất bật với dáng điệu tươi cười, một vai đeo túi rết, một vai quàng khẩu AK bắn gấp. Gặp nhau, anh bóp chặt tay tôi và cười khà khà, vang một khu rừng: "Đánh tới hả? Thúi ruột không lui nghen." Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, cười chảy nước mắt. Trong buổi hội ngộ hôm đó, tôi có gặp điều cảm động bất ngờ. Anh còn nhớ Nam The, cô bé dịu hiền, dễ thương, ai nói đùa là má đỏ hừng lên, cứ bối rối cắn đuổi tóc. Cái cô bé dũng cảm đã xung phong làm giao liên cho đồn biên phòng khi chúng ta mới đặt chân lên khảo sát vùng biên giới ấy mà. Tôi phải nói kỹ với anh điều này, bởi vì giờ đây The đã trở thành người gắn bó với cuộc đời của tôi. Chúng tôi đã chính thức yêu nhau, đến nay vừa tròn 3 tháng 12 ngày. Tôi viết thư về nhà, má tôi dặn lội từ rừng U Minh lên đây để thăm chúng tôi. Đơn vị cùng hai gia đình đều rất hài lòng. Hôm chia tay The để trở lại vùng đầm lầy, tôi nói: "Bây giờ má già rồi, chỉ còn em là lớn nhất. Hai anh đã hy sinh, chị Tư thì lấy chồng xa, em phải gánh vác gia đình, chăm nom ba em nhỏ đỡ má. Nếu chiến sự bình thường, em hãy cùng du kích và dân làng bám đồng sản xuất. Nhưng nếu biến động lớn, thì theo sự sắp xếp của chính quyền, em hãy giúp má về nơi an toàn." The im lặng, cắn đuôi tóc, ngước cặp mắt đen tròn nhìn tôi như muốn khóc. Nhưng em lo. Tôi nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của The. "Đừng lo gì cho anh. Các anh sẽ đứng vững nếu ở phía sau an toàn." Từ đó, tôi đinh ninh The sẽ làm theo lời mình. Nhưng không ngờ, đùng một cái, The lại gặp tôi ở đây. Vừa thấy tôi, The chạy xô tới, hai tay nắm chặt lấy tay tôi, reo lên vì vui sướng: "Ôi anh hai, em phải nải mãi chú ba mới cho em vào miệt với các anh đấy."
Tôi giả bộ giận, nghiêm nét mặt. Nhưng cớ gì, em không nghe lời anh dặn? Thè ngớ người đứng im. Một giây sau, như đã hiểu ra, cô cười phá lên ngặt nghẽo. Trời, ngó bộ anh lo cho má à? Má không nhờ tới em đâu, chính má lại bắt em vào miệt cùng anh đánh quân cướp tràn giang đó. Má bảo, việc nhà việc xóm, có bọn già chúng tao lo, tụi bay trẻ tuổi ra đằng trước đi. Ba quân cướp mặt tràn qua đầu người, còn mất chứ nói chi đến giữ nhà. Đấy, anh coi, tinh thần của má cao thế đấy. Vậy đấy, người trên cây thì cứ lo cho người ở dưới gốc, còn người dưới gốc lại càng lo cho người ở trên cây. Nhưng suy cho cùng thì các má các chị lo cho mình đúng hơn. Vì trước không trụ được thì ở phía sau cũng vững làm sao. Nghe The và anh Du Kích kể lại, tôi càng vững tâm. Hậu phương tổ chức chu đáo theo những phương án linh động. Bà con dân làng hạ quyết tâm sẽ bám trụ sản xuất thu hoạch. Vụ lúa đang chín rộ và sẵn sàng làm nhiệm vụ tiếp tế tải thương. Còn đối với chúng tôi, trách nhiệm của người cầm súng giữ chốt ở nơi này. Hậu phương đã dựa vào chúng tôi, và chúng tôi sẽ dựa vào hậu phương để chiến đấu. Đó là cái điểm tựa vững chãi cho cả tiền tuyến và hậu phương trong cuộc chiến này. Chúng tôi lặng lẽ chuẩn bị cho trận đánh đầu tiên. Vào lúc sầm tối, trận địa phòng ngự được củng cố xong. Trên toàn tuyến đầm lầy, chúng tôi chia làm 4 cụm chốt giữ. Anh Ba Lực và tôi phụ trách 2 cụm giữ rừng nước. 5 Thè và 4 Du Kích nữa được bổ sung vào mũi ở trên cửa lạch do đồn trưởng Nghĩa chỉ huy. Còn xã đội phó tỉnh nắm chắc một mũi phục kích ở sườn trái núi Đá Vôi để yểm trợ cho các hướng và bất ngờ đánh vào sườn bọn địch. Thời gian chờ đợi thật nặng nề. Toàn vùng đầm lầy im lặng, chỉ có tiếng mũi ve kêu khắp đó đây, cùng tiếng run rế cóc nhái ra giả trong lòng đất. Ở vùng đầm lầy, chúng tôi còn có thêm một kẻ thù nữa nguy hiểm, đó là muỗi. Thật vậy, muỗi ở đây to đến kỳ lạ, đốt đau như kim châm. Lại còn một điều đáng ngại nữa là phải lội nước ngâm bùn. Nước ở đây không ngọt cũng không mặn, no lở lợ chua chua. Lòng đầm được tạo nên bởi phù sa và các loại cỏ rác, cây mục ngưng đọng hàng nghìn năm. Nên đây thỉnh thoảng lại sủi bọt ung ục, bốc hơi thùng thủng. Có những chỗ rất nguy hiểm, bùn lầy dày đặc, tưởng như không đáy. Nếu ai vô ý sa xuống đấy thì cứ đứng im chờ người kéo, chứ càng cựa quậy càng chìm. Không có chỗ nào để bấu víu, để rút nốt chân. Nhiều khi trời hanh, khí độc bốc lên, gặp ngọn lửa cháy ngùn ngút. Bàn đêm lân tinh bay xanh lẻ khắp mặt đầm. Rải rác mới tìm thấy một đám đất nổi hay một mách đá ngầm để đứng chân cho vững. Còn lại, bạt ngàn mênh mông khắp đồng lầy là rừng đước. Những cây đước bền bỉ, thi gan cũng mưa gió, đâm vút cành lá lên trời cao, tỏa rễ, bò lan trên mặt nước, cắm sâu xuống đầm lầy. Những cây nước hùng vĩ bám rễ vào nhau chằng chịt, tạo thành những mảnh đất cho chúng tôi sống. Chúng tôi mắc võng từ nhánh này sang nhánh kia, thổi cơm ở trên cành cây, giải trí, vui chơi ở trên rễ đước. Và cuối cùng, cũng dựa vào đước mà chúng tôi tổ chức được trận địa phòng ngự. Những bao cát đất sỏi, những cọc tre cọc gỗ, đá núi truyền từ phía sau được chất cao như những bục hào nổi xen giữa ngang hàng đước ken vào nhau. Đứng trong trận địa này, tôi nghĩ thầm, không một tên địch nào sán gần tới đây được. Những bục hào nổi này sẽ ngăn cản mọi đường đạn của chúng bay tới. Và từ đây, chúng tôi ung dung bắn tỉa từng tên một. Nếu chúng liều mạng lội tới hoặc bơi xuồng lại, tôi nghĩ thế và rất yên tâm. Tờ mờ sáng hôm ấy, chúng bắt đầu nổ súng. Phát đạn đầu tiên chúng bắn vào cửa lạch. Tôi nhảy choàng xuống vội hét to. Chúng nó pháo kích, tất cả vào công sự. Mọi người nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Lúc đấy, một quả pháo 130 giã đúng chỗ tôi nằm. Bùn nước tung lên, cây cối ngả nghiêng, mảnh đạn vãi ra như mưa. Liền đó, tôi không còn nhận ra gì nữa. Chúng pháo kích tới tấp, đạn nổ rung động, lửa chớp nhảy nháy. Bọn chúng cấp tập, dữ dội liền 30 phút. Đạn ngớt, chúng tôi nhô đầu lên khỏi chiến hào. Quang cảnh xung quanh đã biến dạng, cây cối ngả nghiêng, lá rụng bay như bướm bướm, phủ lấp đầy mặt đầm. Có những vạt rừng bị thui đen,
lửa vẫn bốc cháy không ngừng. Có những cây đước, đại thụ bị đạn bới tung lên, ngọn cắm xuống bùn, chùm rễ trồng ngược lên trời như những ngón tay kỳ dị giơ lên chới với. Cả một khu rừng rậm rạp kín đáo phút chốc đã bị tàn phá, để lộ ra những khoảng trời trống trải. Tôi đưa mắt nhìn quanh trận địa, anh em đã đứng vào chiến hào, công sự đã bị bới lộn nhiều chỗ. Các chiến sĩ khẩn trương sửa lại trận địa. Tôi quàng súng lên vai, cúi người chạy dọc chiến hào đến từng ổ chiến đấu để kiểm tra quân số thương vong. Nhưng rất may, phân đội tôi chưa ai bị hy sinh, ngoài hai đồng chí bị thương nhẹ vì mảnh đạn. Tôi quay ra giúp Bình và Văn, hai xạ thủ Đại Liên đang hì hục kéo cỗ súng nặng nề e cổ lún dưới bùn sâu, đặt lên một gốc đước già. Bình lấy khăn thông nòng và lau qua chỗ bùn đất bê bết. Văn mở hòm nạp đạn. Tôi ngắm lại vị trí giá súng và cảm thấy hài lòng. Từ đây, khẩu Đại Liên này có thể khống chế được hướng chính yếu. Vừa lúc ấy, tiếng nói của Tâm từ chòi trinh sát vọng lại. Báo cáo đội trưởng, bên kia biên giới bọn địch đã xuất hiện. Tôi đưa ống nhòm lên. Quả nhiên, bên kia sông, từ sau những khóm lau đã hiện ra những bóng áo đen lố nhố qua ánh chớp chập chờn. Những mũi thuyền đã lách khỏi những bụi cây rậm. Phút chốc, trên mặt sông dày đặc, những con thuyền lao vút. Tôi đưa mắt nhìn về cửa lạch. Tất cả vẫn còn im. Bọn địch đang lặng lẽ tiến qua lòng sông. Tôi thầm nghĩ, có lẽ Nghĩa đang cố chờ chúng vào sâu trong tầm súng. Tôi quay lại quan sát trận địa của mình. Mọi người đã sẵn sàng. Súng nâng ngang tầm mắt. Chuông điện thoại réo lên. Tôi lao vào hầm chỉ huy nghe máy. Bên kia đầu dây, tiếng Nghĩa vang lên. Hai Thành à, tình hình sao? Báo cáo anh bình thường. Chỉ hai đồng chí bị sượt ra đã băng bó. Công sự bị sạt nhiều đoạn nhưng đã củng cố và mọi người đã sẵn sàng chiến đấu. Tốt, hãy cẩn thận, chúng đang vượt sông đấy. Tin trên cho biết chúng bắt đầu tiến công toàn địa bàn của đồn ta phụ trách. Riêng vùng đầm lầy, địch dùng tới một trung đoàn có cả pháo yểm trợ. Chúng ta sẽ phải chịu đựng nhiều khó khăn đấy. Ráng sức nha. Anh yên tâm, chúng đã vượt qua được biên giới rồi. Tạm biệt nha, chuẩn bị nổ súng thôi. Nghĩa đặt máy, chuông lại réo, tôi lại nghe tiếp. Tiếng ba lục reo vui. Hai đó à, bay thấy chi chưa? Tụi miên ăn cướp đã chui vào rọ đấy. Dày đặc như lá tre, cố ghìm hết tụi chó này xuống lòng gầm nha. Chú ba yên tâm, bọn tôi đang chờ chúng. Khá lắm, đánh tới nha. Hẹn với bay, sau thắng lợi, ba lực sẽ thưởng một bữa xị đế cùng cá bống cơm chấm nước mắm Phú Quốc, nhậu chết thôi. Nói rồi, ba lực cười khà khà và thay lời chia tay. Đấy, chúng tôi bước vào trận đánh như vậy. Nhưng thực ra, trận chiến đấu đã trả bằng một giá quyết liệt. Đợi những tên cướp vào sâu trong tầm súng. Khi những mũi thuyền đầu tiên vừa chạm bãi, chúng tôi nổ súng đồng loạt. Dưới làn mưa đạn xối xả, hàng chục tên địch gục xuống không kịp trở tay. Hàng trăm tên khác bị hất lộn ngửa xuống dòng sông. Những chiếc xuồng không người bị đắm chìm, bị lật nghiêng hoặc xoay tròn trên mặt nước. Hàng ngũ địch trở nên rối loạn. Chúng kêu la hò hét. Có tên bơi, có tên lặn ngụp. Có những tên cố ngóc đầu dậy, chĩa súng lên bắn lại điên cuồng. Nhiều tên cố sống cố chết bám một vạt đất nổi, níu quanh ở rễ, lồng lộn đánh trả lại. Những tên này bắn mạnh nhằm ghim hỏa lực ta xuống để tạo cho những tiếc thuyền phía sau có thể vượt lên cập vào mạn rừng. Một thằng áo đen có vẻ là chỉ huy, vừa bám được vào một bãi sú liền nhỏm dậy khoác tay, gào lên ra lệnh. Hắn chưa kịp đứng dậy đã bị Tâm ở võng quan sát nổ giòn giã ba phát tiểu liên vào bụng. Hắn đứng khựng lại, khẩu AK rơi khỏi tay, đôi mắt trợn ngược, từ từ cắm lộn đầu xuống nước. Đồng bọn của hắn ở phía sau ào ạt xông lên. Chúng hét lên đầy kích động. Có tên nhảy chồm chồm, vừa bơi vừa chạy. Có tên vừa bắn trả bừa bãi. Tôi đến bên khẩu Đại Liên, nói với Bình. Cứ bình tĩnh, cậu ngắm thật kỹ, lia cho chúng một vệt. Rõ, anh cứ mặc em. Bình gật đầu, dê mũi súng, nheo mắt. Văn nhanh nhẹn nâng băng đạn đỏ chói lên ngang nòng. Păng, păng. Đột nhiên, khẩu Đại Liên rung lên xối xả. Bọn địch rụng xuống nháo nhác. Hay lắm, bắn tốt lắm. Tôi reo lên và nhổm dậy quan sát bọn địch đang tàn tác. Bỗng một loạt liên thanh
từ bên trái tạt qua mặt tôi, bắn xé vào trận địa. Tôi ngồi sụp xuống, quay sang nhìn. Một thằng cởi trần, người đeo đầy băng đạn, có mấy tên khác bao quanh hỗ trợ, đang cặp khẩu trung liên ngang nách, quỳ xuống nghiến răng, lia mạnh mũi súng. Lúc ấy, không rõ từ đâu, một quả cối đã giã trúng vào công sự, đất đá nổ tung, khẩu đại liên bỗng cầm mặt. Tôi nhìn lại, bình đã bốc xuống, mũ rơi khỏi đầu, mặt áp nghiêng trên báng súng. Tôi khẽ reo lên, Bình! Thấy đại liên tắt, bọn địch reo lên, lấn sổ xông tới. Bên kia, cầu trung liên của chúng được thể càng ra sức áp đảo. Luồng đạn nóng rát bay ngang mặt Hào. Tôi nghiến răng, nguy hiểm tật, phải giết ngay thằng trung liên này. Rồi rút quả lựu đạn tháo kíp, nắm chặt trong tay. Tôi trườn người theo đường Hào, áp sát vào phía chúng. Một thoáng sau, tôi đã ở bên sườn bọn địch, nhưng vẫn còn cách chúng một vũng lầy khá rộng. Cần phải sát lại gần hơn nữa cho chính xác. Tôi bỏ tiếp về phía sau, ước chừng là đã vòng qua được vũng lầy. Tôi nhỏm dậy. Vừa lúc, một tên địch nhìn thấy tôi liền nổ súng. Tôi bỗng thấy mắt lạnh bên vai trái. Mặc kệ, tôi nghiến răng quăng mạnh thủ pháo và thụp xuống. Trái đạn nổ chói óc. Tôi ngẩng lên, vừa kịp nhìn thấy ba tên địch ngã vật trong đám khói xanh mờ. May sao, khi ấy khẩu đại liên của ta đã hoạt động trở lại. Tiếng nổ vang lên, giòn giã. Tôi ngồi bệt xuống đất, giơ tay áp lên vai trái. Máu đã ướt đẫm. Viên đạn đã xuyên qua bả vai, nhưng rất may nó không trúng xương. Tuy nhiên, vết thương vẫn làm tôi đau đớn. Mắt tôi hoa lên, tôi thò tay vào túi tìm cuộn bông băng. Bỗng từ đâu, y tá Thi nhào tới, ôm chầm lấy tôi. Anh bị rồi à? Chết thật, sao lại bỏ vị trí chỉ huy? Vừa nói, anh vừa nhanh nhẹn băng bó. Tôi ngả lưng ra thành, mỉm cười, nụ cười mệt mỏi và nhợt nhạt. Nguy hiểm quá, thằng Trung Liên áp sát lại khống chế trận địa. Không diệt được nó thì gay. Dù sao cũng phải nhớ vị trí của mình, anh bỏ trận địa có thể sẽ hở sườn. Thì vẫn gay gắt phê bình tôi. Tuy là y tá, nhưng anh ta từng tham gia nhiều trận đánh, nên anh không chỉ lo việc cứu tương mà luôn luôn có ý thức quán xuyến trận địa để góp ý cho đồng đội. Tôi vui vẻ đồng ý. Băng xong chưa? Thì gật đầu. Tôi chống tay đứng dậy, xách súng khom người lao đi trở lại vị trí cũ. Tôi giật mình, nhận thấy sự nhận xét của Thi là rất đúng. Lợi dụng lúc khẩu đại liên tắt, một chiếc xuồng lớn chở hàng chục tên giặc không rõ từ đâu đã lặng lẽ lướt tới bãi sậy sát ở phía sau trận địa. Tôi kêu lên, B-41 đâu? Có. Trung sĩ Hải vội xách súng chạy lại. Phải diệt bọn kia ngay. Tôi chỉ cho anh, chiếc xuồng đang luồn tới, nó định quặp ra phía sau ta. Hải không nói, quỳ xuống, áp ngực sát vào bao cát, nheo mắt ngắm bắn. Ầm, một tiếng nổ cùng một dải lửa xanh lê bắn phụt lại sau. Cả chiếc xuồng bỗng tan biến đâu mất trong một cột nước dựng đứng lên cao. Khi cột nước ụp xuống, tôi chỉ còn thấy nước đổ rào ra, sủi bọt trắng xóa cùng những mảnh ván tan tác bập bềnh. Lại một mối nguy nữa đã bị đánh tan. Cùng lúc ấy, trên các mũi khác, bọn địch đều bị đánh tơi tả. Chúng cố sống chết xông tới, nhưng không sao bám được lên bãi. Qua đây, tôi càng hiểu rằng việc đứng chân trên đầm lầy đã khó, song kẻ đến sau muốn chiếm lại đầm lầy còn gay go gấp bội. Chính vì điều này mà chúng tôi phải quyết tâm giữ vững điểm chốt. Bởi vì ai làm chủ được mảnh đất này, kẻ đó sẽ là người chiến thắng. Trận đánh mở đầu được kết thúc vào trưa hôm sau. Sau nhiều đợt tấn công bất lực, bọn cướp đã phải bỏ chạy toán loạn về bên kia biên giới. Nhưng chúng chưa từ bỏ âm mưu xâm chiếm. Chúng phải lui quân để tính toán và sẽ tổ chức những trận đánh tiếp theo. Biết rõ điều ấy, chúng tôi củng cố lại công sự, nhanh chóng rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho trận đánh sau tốt hơn. Kiểm điểm lại, chúng tôi có những thiệt hại đáng kể. Nhiều công sự hầm hào bị phá hủy, 7 anh em bị thương vong. Số anh em này phải lui lại chân núi Đá Vôi để đợi dịp lùi về tuyến sau. Nam The được rút về bổ sung cho đội cấp cứu tải tương. Trong cuộc họp của tổ đảng và ban chỉ huy chốt đã có những ý kiến nêu lên khó khăn nếu ta phải cầm cự ở đây lâu dài. Trước những ý kiến này, Nghĩa không phát biểu. Xem ra anh cũng có nhiều nỗi băn khoăn. Riêng Ba Lực vốn tính bộc chộp, anh nói thẳng: ở đầm dĩ nhiên là khổ, cực mọi mặt thiếu đủ đường, nhưng việc ấy không bàn. Cái phải nói đến
là ta có dám đứng chân ở đây không? Hay là mới một trận đã thối chí? Câu nói của Ba Lực vừa là câu hỏi, vừa là lời khẳng định, khiến mọi người đều im lặng. Lát sau, Nghĩa kết luận. Anh Ba nói đúng, chúng ta đến đây để giữ chốt, điều đó là nhiệm vụ. Chỉ có chuyện cần tính cho kỹ, làm sao đánh chốt và đảm bảo ít thương vong. Tôi e sắp tới đây, bọn Pốt sẽ dùng hỏa lực mạnh, phá hủy công sự phòng ngự, làm ta mất điểm tựa. Thì ra vậy, lúc này tôi mới hiểu nỗi băn khoăn của Nghĩa là điểm tựa và công sự. Kể ra anh lo lắng cũng có lý. Trong chiến đấu, điểm tựa rất quan trọng. Nhưng nếu nói ở đầm lầy chỉ có công sự mới là điểm tựa thì chưa đủ. Tôi chợt nghĩ đến cuộc chiến đấu bền bỉ của Nghĩa quân Bãi Sậy do Nguyễn Trung Trực lãnh đạo và những chiến sĩ du kích của hai thời kỳ đánh Pháp và đánh Mỹ trong đầm lầy. Với những chiến sĩ ấy, tôi tin rằng điểm tựa của chúng ta không chỉ là công sự mà là một cái gì lớn lao hơn, vững chắc hơn. Tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi không phát biểu vì cuộc họp đã kết thúc. Mọi người đều nhất trí. Trong trận đánh vừa rồi, ta thắng lợi lớn. Anh em đang hăng hái, sẵn sàng đối phó với những trận tiếp theo. Tuy nhiên, những ý kiến của Nghĩa vẫn để lại trong lòng tôi nhiều do dự. Và quả nhiên, 3 ngày sau đó, nó được chứng minh bằng thực tế. 3 ngày sau, bọn địch tiếp tục tấn công. Chúng nổ súng vào lúc nửa đêm, với ý đồ dùng hỏa pháo để phá tan tuyến phòng ngự của ta. Chúng đã bắn pháo cấp tập liên tiếp 6 tiếng đồng hồ liền. Sáng hôm sau, toàn bộ trận địa của chúng tôi đã biến thành một bãi trắng. Xung quanh chỉ có trời và nước. Chỗ đất còn lại bùng nhùng, bùn không ra bùn, đất không phải đất. Bao nhiêu đường dây liên lạc bị cắt đứt, không sao nối lại được. Anh em phải bám rễ nước, bám vào những thân cây còn lại để chiến đấu. Sự đi lại cực kỳ khó khăn, thương binh phải cấp cứu tại chỗ. Nhất là việc tiếp tế ăn uống hàng ngày càng trở nên gay cấn. Hàng ngày, anh nuôi chỉ có thể phát cho mỗi người một nắm cơm và nhúng muối trắng. Chúng tôi phải chia ra ăn cho tới sáng hôm sau. Nhưng rồi lương thực cũng cạn dần, mà lực lượng tiếp tế ở phía sau vẫn chưa lên được. Mạch nước ngọt trong núi cũng rất hiếm. Hứng suốt ngày đêm, may ra được một thùng, vừa đủ nấu cơm và tiếp nước cho thương binh. Anh em đã bắt đầu phải dùng nước lợ ở trong đầm. Với tất cả những khó khăn ấy, chúng tôi đã cầm cự quyết liệt với kẻ thù suốt 4 tuần. Trong gần 1 tháng trời ấy, chúng tôi đã đánh bật hàng chục đợt tấn công với quy mô và chặn đứng nhiều mũi đánh lén của bọn lấn chiếm. Nhưng dần dần, chúng tôi đã bị kiệt sức. Hàng tháng trời ngâm mình trong bùn nước, một số bị sốt rét, số còn lại phải liên tục quần nhau nên sức khỏe hao hụt, cơ thể mệt mỏi. Nhưng anh Phương, điều nguy hiểm hơn là tư tưởng chiến đấu của một số anh em đã bắt đầu sa sút. Có những đồng chí đâm ra hoài nghi, ta không đủ sức cắm giữ được vũng đầm lầy. Có đồng chí lo lắng là cứ đánh chắc kiểu này, nếu không bị địch tiêu diệt thì cũng bị đói ốm mà chết. Thậm chí có người còn nảy sinh tư tưởng rút bỏ khỏi vùng đầm lầy, lùi lại sau để dựa vào hậu phương vững chắc hơn. Với những suy nghĩ ấy, lác đác đã có hiện tượng đảo ngũ. Tình hình ngày càng căng thẳng, nhất là sau đợt bọn Miên dùng lối đánh du kích chia thành các tốp lẻ, lợi dụng ban đêm bao vây chốt của ta trong suốt mấy ngày. Ở điểm chốt của Nghĩa, bị thương thêm một số, phải rời bỏ cửa lạch co cụm lại sát trận địa của phân đội tôi để chốt giữ. Cũng may, giữa lúc đó, lực lượng du kích của địa phương chi viện thêm cùng cánh quân của hai tỉnh từ núi Đá Vôi đánh vào sườn trái quân địch, tiêu diệt nhiều tên, phá vỡ vòng vây của chúng. Nhân dịp đó, chúng tôi đánh thốc ra, bẻ gãy cánh quân chủ yếu của địch, buộc chúng phải tháo chạy sang bên kia biên giới, để lại nhiều xác chết trên đầm lầy. Sau trận đánh này, ban chỉ huy chốt quyết định triệu tập toàn thể đảng viên, mở cuộc họp chi bộ giữa lực lượng biên phòng và dân quân. Trước lúc họp, tôi và Nghĩa đã gặp nhau, tranh luận gay gắt. Nghĩa đã có những biểu hiện dao động. Anh nói, tôi thấy không thể cắm chốt kiểu này mãi được. Hệ thống công sự đã bị phá hủy, không còn điểm tựa chiến đấu nữa. Vậy mà cứ ở lì tại đây, giơ lưng ra đỡ đạn. Da thịt đỏ với sắt thép mãi sao được. Có nghĩa là ta không phòng ngự nổi sao? Tôi hỏi. Không hẳn như vậy, nhưng tôi cho rằng cắm chốt trên vùng đầm lầy là không lợi và không thể giữ trận địa mãi được. Bọn Miên thì lúc tấn công quy mô, lúc nó đánh lẻ, lại có hỏa pháo yểm trợ như mưa.
còn ta thì cứ cắm chốt, mục tiêu lộ, không di chuyển, không ngụy trang được. Tôi không hiểu ta cố giữ cái cửa khẩu và trạm kiểm soát cũ để làm gì. Không phải là cửa khẩu, tôi phản đối, mà ta bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ bằng bất cứ giá nào. Chúng ta cũng không cho phép bọn Miên xâm chiếm được một tấc đất của Tổ quốc. Nhưng tôi đồng ý với anh, chúng ta không nên cắm chốt ở một chỗ, dơ lưng ra mà chịu báng. Tức là đồng chí cũng đồng ý bỏ vùng Đầm Lầy. Sao lại bỏ? Tôi chưa hiểu. Anh định rút à? Không rút, mà lùi trận địa về phía sau. Cả vùng đầm lầy này rộng hàng trăm hecta, tức là ta sẽ bỏ lại cho địch một khoảng đất bằng hai xã. Ta lùi về chân núi Đá Vôi để củng cố công sự. Đó là điểm cao lợi thế để phòng ngự, dễ tấn công, lại có chỗ tựa vững chắc. Nhưng ta chịu mất đứt đi một vùng đất rộng hàng trăm hecta sao? Dù sao ở đây cũng chỉ là đầm lầy, dẫu chiếm được, bọn địch cũng khó bám vào đây để sống. Ngày ta cũng vậy mà. Xem ra anh em khó có thể chịu đựng hơn nữa. Đã bom đạn chết chóc, lại còn đói khát. Vì vậy tôi cho rằng ta về án ngữ ở chân núi Đá Vôi là hợp lý. Ở đấy có khó khăn gì, ta còn liên lạc kịp với phía sau. Hậu phương sẽ tiếp tế lương thực, thực phẩm, cũng như truyền thương dễ dàng. Còn ở đây tôi cảm thấy chúng ta đơn độc. Vậy đây, tôi đã hiểu lý do, ý nghĩ của Nghĩa. Kể ra anh nói cũng có lý. Nếu trận địa phòng ngự dựa vào chân núi thì trước hết ta có công sự vững chắc, tránh được phi pháo sát hại, và lại tiếp tế tài thương nối liền với hậu phương cũng có nhiều thuận lợi. Song nghiêm khắc mà nói, đó là tư tưởng toát lui. Hơn nữa, điểm tựa là gì? Theo tôi nghĩ, điểm tựa không đơn thuần là công sự như Nghĩa nói, mà trước hết phải là lòng tin và sự tất thắng và tư tưởng tấn công. Điểm tựa phải được xây dựng vững chắc ngay trong lòng mỗi con người, từ đồng chí chỉ huy tới anh em chiến sĩ. Giữa lúc mọi người đang căng thẳng chờ đợi người chỉ huy một mệnh lệnh, bỗng nhiên có tiếng hô rút lui, thì không thể tồn tại được đội ngũ chiến đấu nghiêm chỉnh nữa. Mà khác chi dòng nước đang dâng cao lại phá bỏ một đoạn đê hiểm yếu. Tại sao tự nhiên ta lại bỏ đi vùng đất mà kẻ thù đã tốn bao xương máu cũng không giành nổi? Người giữ mảnh đất ấy đã khó bám thì kẻ mong chiếm lấy nó càng gay go. Giả thiết nếu ta bỏ nơi này cho địch thì sau này đồng đội của ta sẽ phải trả biết bao xương máu mới chiếm lại được. Và lại, không lẽ trong cuộc chiến đấu này mình cứ phải đi tìm một điểm tựa cụ thể? Sao không nghĩ rằng mỗi một người chiến sĩ đang đứng ở vị trí chiến đấu này phải trở thành một điểm tựa vững chắc cho người khác, cho hậu phương? Tôi chợt nghĩ đến má Bảy, tới người mẹ vợ tương lai của tôi và câu nói của bà. Ba quân cướp mà tràn qua thì đầu người còn mất, chứ nói chi là giữ nhà. Đấy, bà con cô bác ở phía sau đã gửi gắm lòng tin như vậy cho chúng tôi ở phía trước. Tôi biết lúc này ở quê hương bà con đang lao vào một chiến dịch gặt lúa để đề phòng bọn địch tràn tới cướp bóc. Trận chiến đấu cũng quyết liệt không kém gì ở đây. Song hai cuộc chiến đấu đều phải tiến hành song song, không thể bỏ một mặt trận nào được. Hơn nữa, sở dĩ chúng tôi phải độc lập tác chiến ở đây đã hơn một tháng, vì cấp trên đang tập trung lực lượng mở những hướng chủ yếu vào mặt trận chính nhằm tiêu diệt lực lượng phản động và đánh tan ý chí xâm lược của chúng. Chính vì vậy, chúng tôi còn là một điểm tựa của nhiều điểm tựa khác. Nghĩ thế, tôi khẳng định với Nghĩa. Tôi cho rằng trước lúc tìm được mảnh đất để đứng chân, cần phải tìm được chỗ dựa vững chắc cho tinh thần người chiến sĩ đã. Nghĩa nhìn tôi. Đồng chí định nói gì? Cứ toạc móng heo đi. Tôi không thích nói bóng vậy. Vậy theo đồng chí, ta cứ cắm chốt mãi ở chỗ này, đúng hay sao? Không, tôi đồng ý với anh là một điểm tựa, ta sẽ không cắm chốt cố định. Nhưng ta không được bỏ vùng đầm lầy để lui về chân núi. Theo tôi, ta phải cơ động chiến đấu trong đầm lầy như những chiến sĩ du kích trước đây. Nghe nói thì hay đấy, nhưng làm được mới khó. Tất nhiên là khó, nhưng tôi tin rằng anh em sẽ làm được và quyết tâm. Hơn nữa, bên cạnh chúng ta còn có nhiều chiến sĩ du kích dày dạn như Ba Lục, Hai Tĩnh và bà con ở phía sau. Nghĩa đỏ mặt. Tôi cho đó là lý luận, thực tế sẽ không đơn giản. Rồi anh vùng vằng. Nhưng anh nên nhớ, nếu ta cứ cắm chốt ở đây, có thể đưa đến cái chết oan uổng cho nhà sinh mạng. Vì vậy, trong cuộc họp tới đây, anh cần có trách nhiệm trước từng lời nói của mình. Đúng,
cần phải có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm trước hết là cao nhất, theo tôi nghĩ, là sự mất còn của mảnh đất mà Tổ quốc đã giao cho chúng tôi giữ gìn. Tôi tin rằng mình nghĩ đúng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi va chạm với nhau. Sớm hôm sau, Nam The đến băng lại vết thương cho tôi. Lựa lúc vắng, cô hỏi tôi ý trách móc. Khi hồi em nghe nói anh và anh Nghĩa có va chạm với nhau. Đâu, tôi gượng cười. Anh chỉ trao đổi về trách nhiệm. Nhưng em nghe, hình như anh hơi máy móc. Tôi kinh ngạc, nhìn The. Cô nói tiếp. Anh Nghĩa thường chiến sĩ dữ. Có lẽ vì thế anh muốn tránh cho anh em khỏi bị thiệt hại oan uổng chăng? Và lại, anh cũng cần phải thực tế chút xíu. Bao nhiêu thương binh nằm lại trong hang chưa có cách nào chuyển ra. Hơn nữa, lương thực đã cạn rồi. Liệu anh em có thể sống trong đầm bao lâu? Chẳng qua anh Nghĩa muốn gần hậu phương thôi. Tôi lặng đi, suy nghĩ. Tôi thương The. Tôi không biết giải thích thế nào cho The hiểu. Cuối cùng tôi phải nói. Vậy The không biết rằng anh là người tha thiết gắn bó hậu phương đến thế nào. Đó là cuộc sống của má, của các em và tình yêu của chúng ta. Chẳng lẽ anh không biết rằng lùi lại phía sau là đỡ gian khổ và có thể sẽ tránh được những hy sinh. Nhưng em nghĩ xem, đây là mảnh đất của chúng ta từng đổ máu. Anh không muốn rời khỏi đây để chúng ta phải đổ máu nhiều hơn nữa mới giành nổi những gì chúng ta đang có ở trong tay. Thè lặng im suy nghĩ. Lát sau cô thở dài. Dù sao lúc này cũng rất khó khăn. Anh em đã hết lương, mà thương binh thì ổn lại, chưa chuyển lại được. Điều cần thiết là phải phá vây để liên lạc với hậu phương. Anh tin là mọi người sẽ bàn bạc để tìm ra lối thoát. Còn trước mắt, bằng mọi giá, chúng ta phải giữ vững vùng đầm lầy. Đó chính là điều mà bà con cô bác đang trông chờ ở chúng ta. Còn nếu bỗng nhiên ta lùi lại, thì hậu phương sẽ mất lòng tin. Và anh cho rằng lúc đó chúng ta sẽ không giữ nổi một cái gì nữa hết. Chiều hôm ấy, cuộc họp chi bộ được tiến hành. Mọi ý kiến đã được đem ra bàn bạc sôi nổi. Cuối cùng, tập thể cũng đã ủng hộ ý kiến của tôi. Nhưng đồng thời, mọi người cũng thấy hết được những khó khăn đang tồn tại mà Nghĩa đã vạch ra. Do đó, chi bộ đã quyết định và phân công cụ thể như sau. Nghĩa sẽ chỉ huy phá vây ở phía sau để chuyển thương binh ra ngoài và liên lạc với hậu phương. Bộ phận còn lại dưới sự chỉ huy của tôi và ba lực tiếp tục chốt và giữ vững đầm lầy bằng chiến thuật vận động linh hoạt, không cắm chốt chết cứng ở một nơi như trước nữa. Tinh thần nghị quyết lập tức được thi hành. Ngay đêm ấy, chúng tôi đã tập trung lực lượng đánh thốc vào đội hình của bọn Pốt án ngữ trên con đường thông về phía sau. Bọn cướp ở đây rất đông, nhưng vì bất ngờ bị chúng tôi tấn công từ hai sườn, chúng lúng túng phải theo cửa lạch rút ra ngoài sau 5 giờ chống cự quyết liệt. Vậy là chúng tôi đã thực hiện được hai mục đích: đánh bật được bọn lấn chiếm ra khỏi phía sau và mở được con đường mới để đưa phân đội của Nghĩa áp sát số thương binh để truyền về hậu tuyến. Từ đó trở đi, chúng tôi càng khó khăn hơn. Bọn Miên lại xông lên chiếm lấy con đường, cố tình bao vây khép chặt vùng đầm lầy. Chúng tôi tiếp tục chiến đấu giòn giã nửa tháng trời với bao khó khăn thiếu thốn. Nhưng bọn Miên không sao bám chân lên được vùng đầm lầy. Chúng dùng pháo nhưng vô hiệu vì không xác định nổi nơi quân ta chốt giữ. Song nếu chúng bơi qua sông hoặc dùng thuyền đổ quân tới là lại bị quân ta từ nhiều nơi xuất hiện đánh bật trở lại. Cho đến trận cuối cùng, chúng đã dùng toàn bộ lực lượng đánh sang, quyết chiếm bằng được vùng đầm lầy. Nửa đêm hôm đấy, chúng pháo kích như mưa, đồng thời cho quân áp tải bộ đội lên bờ. Chúng tôi kịp thời triển khai ra ven bãi để đón đánh. Cuộc chiến đấu kéo dài tới gần sáng, thậm chí nhiều mũi đã hết đạn phải xông lên đánh giáp lá cả. Bọn giặc tràn sang ngày một đông hơn, buộc chúng tôi phải co dần về giữa đầm. Chúng ta đã chiếm giữ được vùng cửa lạch. Trong lúc vận động tác chiến, ba lực bị trúng mìn hy sinh. Còn tôi cũng bị dính một viên đạn của một tên Miên lén lút ở phía sau bắn trúng bụng. Mặt tôi hoa lên, đất trời quay cuồng. Tôi chỉ kịp chống tay dưới lên, ôm chặt lấy thân cây đước, đưa mắt nhìn quanh một lượt. Cánh đồng lầy quen thuộc trước khi ngã xuống. Tôi đã thiếp đi không biết bao lâu. Khi mở mắt ra, tôi ngạc nhiên thấy mình nằm giữa đống lầy, trong một cân lều quân y sạch sẽ. Nam The ngồi cạnh đang bón cho tôi từng thìa cháo. Tôi bàng hoàng, tưởng mình mơ, chống tay ngồi dậy. Nhưng vết thương bị giật mạnh
khiến tôi đau quặn nơi bụng. Nam Thề giữ tôi lại. Nằm im, anh. Vết thương đang nặng, anh đừng cố. Tôi nắm chặt tay Thề, run run hỏi. Thề, anh em đâu cả rồi? Thề nhìn tôi trìu mến. Anh yên tâm, đầm lầy vẫn đứng vững. Tôi sung sướng nhìn quanh, quên mất nỗi đau cùng sự mệt mỏi trong người. Thề mỉm cười nói cho tôi rõ. Giữa lúc trận địa của ta bị nguy khốn, thì quân tiếp viện đến kịp đánh tan bọn xâm chiếm rồi. Số còn lại đã kéo nhau tháo chạy sang bên kia biên giới. Còn bây giờ? Giờ đây, anh đã có đủ lực lượng bổ sung và đang triển khai trên các chốt do anh Nghĩa chỉ huy. Sao? Anh Nghĩa à? Dạ, anh Nghĩa đã trở về đúng lúc. Tôi nắm tay Thề sung sướng. Cùng lúc ấy, Nghĩa bước vào. Đó là câu chuyện tôi muốn kể lại cho anh. Khi tôi viết thư này, thì quân ta đã mở những đợt phản công chiến lược, quét sạch toàn bộ bọn xâm chiếm ra khỏi biên giới thân yêu của Tổ quốc. Riêng điểm chốt ở vùng đầm lầy, bè lũ phản động đã bị đuổi xa, và chắc chắn không bao lâu nữa, nhân dân cách mạng chân chính Campuchia sẽ nổi dậy tiêu diệt bọn phản động đến hang ổ cuối cùng của chúng. Giờ đây nhìn lại, nhiều chiến sĩ kiên cường của chúng ta như anh Ba Lực, đồng chí Hải, Bình, Thi và nhiều đồng chí khác đã ngã xuống để vùng đầm lầy mãi mãi bất diệt. Giờ đây, hàng trăm nghìn chiến sĩ trẻ tuổi đã vác súng lên biên giới làm nhiệm vụ. Ai cũng trải qua những thử thách quyết liệt rồi để trưởng thành. Bởi vì trong mỗi một con người ấy đều có một điểm tựa vững chắc. Đó là niềm tin và sự nghiệp tất thắng của công cuộc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Anh Phương, tôi viết đến đây đã dài và câu chuyện của tôi anh nghe cũng đã trọn vẹn. Song cuộc chiến đấu của chúng ta vẫn đang tiếp tục. Tôi hy vọng vết thương sẽ chóng lành để trở lại cùng đồng đội vững vàng đứng trong đội ngũ. Còn bây giờ, tạm biệt anh. Nam The cùng anh em Cáng Thương đang đến kia rồi. Chúc anh vui mạnh và chiến thắng. Mời các bạn tiếp tục đón nghe một bút ký của cựu chiến binh Mai Thành Trung, cựu chiến binh sư đoàn 315, bên dòng suối không tên. Chuyện xảy ra từ lâu lắm, vào đầu năm 1985, đã gần 40 năm trôi qua. 40 năm, một quãng thời gian dài đằng đẵng, đã biến tôi từ một chàng trai 18 đôi mươi tràn trề sức sống thành gã trung niên, mà trí nhớ về quá khứ nó lãng đãng như sương chiều răng trên lối nhỏ trong những ngày mùa đông giá lạnh. Quy luật khắc nghiệt của thời gian không chừa một ai, và tôi cũng không ngoại lệ. Bây giờ, tôi chỉ còn nhớ mang máng nơi đó là một con suối không tên thuộc tỉnh Break Vihear, Campuchia. Ngồi hồi tưởng lại những sự việc vừa xảy ra ngày xưa ấy, tưởng chừng như vừa mới hôm qua. Sau khi hoàn thành chiến dịch ngã ba biên Thái Lan, Lào, Campuchia, chúng tôi tiến vào An Long Ven. Lần này không gặp địch, có thể nó đã rút chạy qua biên giới Thái. Đơn vị chúng tôi rút quân về. Ở giai đoạn đầu, đội hình hành quân bộ rút theo kiểu quân chiếu trước khi tập kết về một chỗ để lên xe về nước. Chạm vỡ bọn tôi dừng chân bên bờ một con suối, chờ các đơn vị khác rút quân dần qua. Mùa khô ở đất ca rất khắc nghiệt, trời nóng như rội lửa. Từng đoàn lính dài dằng dặc hành quân, mồ hôi nhễ nhại, ba lô súng ống lặc lè, lầm lũi, im lặng nối đuôi nhau. Và một buổi chiều, như mọi buổi chiều trên đất ca, hết giờ làm việc, trời còn rất nóng, tôi một mình ra vũng nước lớn ở trong con suối cách chỗ trú quân vài trăm mét để tắm rửa. Không biết con suối này bắt nguồn từ đâu, đã cạn khô. Vậy mà chỗ này, lòng suối đã phình ra to bằng nhiều cái ao gộp lại chứa đầy nước. Nước trong vắt, tuyệt nhiên không thấy một con vật gì sống ở đó, kể cả cá, ếch nhái hay nghêu ốc. Lính quân y nặng bệnh nghề nghiệp đoán bừa. Có chừng bốt đánh thuốc độc. Trong rừng già mùa khô, không dễ gì tìm được nguồn nước. Thôi, cứ dùng tạm vậy, chưa chết ngay đâu mà sợ. Có nước còn hơn là không. Không có nước chắc chắn sẽ chết trước, trước khi bị cái chết sau vì một nguyên nhân nào đó. Khi tôi đến, đã thấy rất nhiều lính ta tắm ở đó. Khu vực này có nhiều đơn vị khác nhau cùng dùng chung hố nước hiếm hoi này. Tôi chọn một chỗ cạn, nước tầm ngang thắt lưng, trầm mình tận hưởng cảm giác mát mẻ từ nước đem lại. Tôi nín thở lặn một hồi lâu cho đã đời.
Khi hết hơi, tôi đứng bật dậy, đã thấy một anh lính to cao, chân trùng trục, đứng ngay trước mặt. Anh nở nụ cười thật tươi và nói: "Lặn giỏi dữ ta." Trời đất, cái thằng tôi chỉ biết chụp giật, chứ lặn thì dở tệ. Hồi còn ở quê, tắm sông tắm suối, bạn bè rủ đi lặn, tôi cũng hăng hái, nhưng tôi chỉ toàn thấy chân, thấy mông tụi nó. Khi tôi lặn, toàn thân nó cứ nổi phành, chỉ có cái mặt là chìm một chút ở trong nước. Thường thì được khen, ai cũng khoái chí. Tôi được khen lặn giỏi, cũng thấy lỗ mũi phình nở bung ra, như một đời ươn khô, lâu ngày gặp nước. Tôi chào lại, cảm thấy anh ta quen thân như bạn bè, hợp tình sống gần nhau đã lâu. Anh là lính bộ binh khác đơn vị tôi và cũng tạm đóng quân ở gần đây. Chúng tôi vừa tắm, vừa trò chuyện rôm rả. Lính mà, nhất là lính ở chiến trường, rất dễ làm quen. Tôi ngạc nhiên vì lính chiến, nhưng anh không đen thui do bắt nắng như bao đồng đội khác. Có thể do cơ địa, da của từng người, cũng có thể do anh chuyên luồn rừng hoặc nấp hầm. Câu chuyện lính ngắt quãng, tiếng được tiếng mất, nhưng tôi được biết đôi chút về anh. Anh quê ở một thành phố biển miền Trung, nhập ngũ trước tôi và đồng cảnh học trò cầm súng. Đặc biệt, khi nói về các trường đại học và làm gì sau khi xuất ngũ, thì y như cái đài bắt được tần số. Anh say sưa nói như đang thuyết trình một đề tài khoa học nào đó, được hàng trăm ngàn tính giả. Qua lời anh nói, tôi thấy hiện về trước mắt tôi những cánh phượng đỏ chói chang đang thi nhau khoe sắc trên sân trường rộn rã. Tôi cũng nao nao, lâng lâng chìm sâu đắm đuối trong đôi mắt nai đen huyền, quyến rũ của cô bạn học trò cùng lớp. Tôi yên lặng, lắng nghe anh nói để có thể rút ra kinh nghiệm gì, bài học gì cho việc tính toán bước đường đi tiếp của mình. Vì ước mơ của anh, nó cũng hào hào gần giống tôi. Một ước mơ bình thường là được trở lại trường xưa, nuôi tiếp hoài bão của mình đang còn dang dở vì phải tham gia cuộc chiến này. Tắm xong, tôi và anh chia tay. Anh rủ tôi về cùng đường để nói chuyện tiếp. Có thể anh thấy tôi hợp tính dù mới gặp lần đầu. Anh muốn nói nhiều hơn, như muốn giải bày nỗi lòng với một người bạn mới gặp mà đã như là tri ân, tri kỷ từ khi nào. Tôi từ chối vì đã tắm lâu, phải về đơn vị ngay. Nói thêm cho các bạn biết, dù đặc thù chuyên môn của tôi lúc ấy, nên tôi vắng mặt là các thủ trưởng hỏi thăm ngay. Nhẹ thì nhắc nhở cười cười, vắng hơi lâu là coi chừng, chảy ra chóc vẩy ngay. Thấy tôi không về chung đường, anh có vẻ hơi buồn. Anh không đi theo đường chính, lính thường đi lại mà cắt xéo để về đơn vị cho nhanh. Trước khi quay lưng, anh nở nụ cười và chúc tôi bằng giọng trầm ấm: "Bình an nha, đồng hương." Tôi đi khỏi chỗ tắm khoảng vài chục mét thì ầm, một tiếng nổ đinh tai từ hướng anh đi về. Tất cả các lính ở gần đó có mặt đều chạy lại nơi phát ra tiếng nổ vừa rồi. Một quả mìn KP2 đã phát nổ. Có tiếng ai nói: "Quan, để kiểm tra xem còn quả nào không." Tôi vội chạy lại nơi đó, lòng thấy hồi hộp, bức rức như linh cảm một điều gì tồi tệ vừa xảy ra. Trời, anh bạn lính tôi mới quen, mới tắm ở suối kia, nằm sõng soài trên mặt đất, máu từ những vết thương túa ra, chảy linh láng tràn trề. Khuôn mặt điển trai của anh bị một mảnh mìn xé toác, các cơ trên mặt bị cắt đứt, co rút, làm mất cân đối, khiến cho khuôn mặt biến dạng khủng khiếp, không còn là mặt người nữa. Đôi mắt mở to nhưng bất động, hướng lên trời cao, như trông về quê xa mẹ, như còn nuối tiếc một điều gì đó trên cõi trần. Tim anh đã ngừng đập, sự sống đã rời xa anh sau tiếng nổ định mệnh. Chúng tôi không kịp làm gì, dù trạm phẫu ở đơn vị tôi ngay sát gần đây. Và trong túi áo tôi vẫn còn chiếc chìa khóa cất giữ các phương tiện phẫu thuật, cấp cứu. Cái chết sao mà nhanh chóng đến đơn giản như vậy? Tưởng rằng nơi trốn xa trận địa, nơi xa đường biên, nơi lính ta qua lại nườm nượp là nơi bình yên. Vậy mà anh được các đồng đội nhẹ nhàng bế lên một cái võng rồi chuyển về đơn vị. Tôi buồn bã quay lại đơn vị mình. Mấy đồng đội cùng ban qua đón tôi, mừng rỡ khi thấy tôi vác xác về. Có đứa nói: "Ôi, sao mặt mày tái mét vậy?" Tôi im lặng, trèo lên võng mình, nằm nhắm nghiền mắt lại. Chúng tôi là những người lính vì tổ quốc chiến đấu bên ngoài. Người lính chiến đấu dũng cảm, nhưng trong sâu
Ai cũng muốn trở về bên gia đình. Anh đã không về được nữa rồi. Anh sẽ được chôn cất ở một nghĩa trang nào đó gần đây. Và thời gian sau sẽ được hốt cốt chuyển về đất mẹ. Anh mãi mãi tuổi 20, nhưng tận cùng quê nhà xa xôi, có bao người thân, có mẹ già mòn mỏi ngóng anh về. Tôi không dám nghĩ đến nỗi đau của gia đình anh khi nhận được giấy báo tử. Không ai thích chiến tranh, nhưng vì toàn vẹn đất nước, vì nghĩa vụ quốc tế thì phải chiến đấu. Cái giá phải trả để có hòa bình phải đổi bằng máu và nước mắt của biết bao thế hệ, trong đó có thế hệ bọn tôi. Sự việc xảy ra quá nhanh như một giấc mơ. Tôi không muốn tin đó là sự thật, nhưng phũ phàng thay, nó là sự thật. Chào ôi, một sự thật đau lòng. Thời gian sau, khi giã từ áo lính xuất ngũ trở về, tôi lăn lộn mưu sinh, có gia đình và tất bật lo toan. Những ngày tháng chinh chiến miền xa, nơi xứ Chùa Tháp, gần như đã chìm sâu và quên lãng trong điệp trùng cơm áo gạo tiền. Và như là quy luật, khi đến cái tuổi nào đấy, người ta thường hoài niệm về quá khứ, nhất là quá khứ của một thời hoa lửa. Trong cuộc đời mỗi con người, đôi khi có người ta chỉ mới gặp, chỉ tiếp xúc trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng, nhất là người đó gắn liền với ta, với sự sống và cái chết. Nếu ngày đó tôi nhận lời đi chung cùng đường, cùng đi bên nhau trò chuyện, thì có thể không có tôi hôm nay ngồi viết những dòng hồi ức này. Súng đạn vốn vô tình, chiến đấu là hy sinh. Biết bao đồng đội của tôi ngày ấy đã nằm xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ 18 đôi mươi. Bạn tôi may mắn là còn được trở về với đất mẹ, dù chỉ là nắm đất. Còn biết bao đồng đội khác không tìm thấy xác. Thân xác tan vào trong lòng đất, trong nước nơi mênh mông xứ người. Đôi lúc chập chờn trong giấc mơ, hội chứng chiến tranh, có lần tôi thấy anh hiện về với tôi nụ cười xa xăm và đôi mắt bàng bạc, nỗi buồn sâu thẳm. Rồi khuôn mặt anh từ từ biến dạng, dần dần thành khuôn mặt không là người, như tôi đã thấy anh lần cuối cùng bên bờ suối không tên trên đất ca năm nào. Tôi còn nghe loáng thoáng bên tai tiếng của anh vọng lại, mơ hồ.